Em thì cái gì cũng biết. Mỗi tội là không biết điều đâu. 5 triệu với cái giá đấy là quá rẻ cho mày rồi. Thích dọn đẹp lắm không? Lau đi. Lau cho nó sạch mà. Chính bản thân mình cũng chả ra cái gì đâu. Rồi, bên công ty DKM cứ bảo đợi tôi một tí. Ôi, tôi xin lỗi anh nhá. Anh đi kiểu gì không nhìn thấy sao mà ba đổ hết nước tôi rồi. Anh có sao không? Xin lỗi anh. Thôi được rồi, không sao, anh đừng động vào bẩn. Tôi mãi nói chuyện quá rồi, mà người anh ướt hết rồi. Anh có đồ để thay không? May là tôi có mang. Nhưng mà chắc là lát nữa mới quay lại lau lau được. Thôi rồi, tôi đi thay đồ đã. Thành thật xin lỗi anh nhá. Không sao đâu. Xin lỗi cô nhá. Thằng này, mắt mũi mày để đâu đấy? Trang lép đúng không? Lâu lắm mới gặp, còn nhớ tớ không? Ôn con này, làm gì với tao đấy? À. Hóa ra là Hùng mà. Cậu khỏe không? Lâu lắm mới gặp, bây giờ đang làm cái gì rồi? Tao có làm cái gì ấy, thì không đến lượt mày hỏi đâu. Tao với mày cũng chỉ là bạn quá khứ thôi. Mà cũng đừng thấy người sang bắt quàng làm họ. Để tao xem nào. Mày đang làm cái gì đấy? Lao công à? Cậu hiểu nhầm rồi. Chỉ là tôi đang... Không phải giải thích đâu. Coi như thế nào thì tôi cũng biết mà. Nhà cửa thì nghèo khó. Rồi cuối cùng chắc là cũng chẳng có tiền ăn học. Em bên đây làm lao công được không? Mà... Hai người hôm nay đến đây có việc gì đấy? Khoan nói cái việc đấy đi. Bây giờ mày làm bẩn bộ quần áo của tao rồi. Mày tính xử lý như thế nào? Tôi làm ướt giày và quần của cậu. Thì thực sự tôi xin lỗi. Nhưng mà có nhất thiết là phải như vậy không? Xin lỗi mà giải quyết được xong vấn đề ấy, thì người ta cần đến pháp luật để làm gì? Tóm lại như này, tao muốn mày đền. Thế thôi. Đền à? Cậu muốn đền như thế nào? 5 triệu. Cái gì cơ? 5 triệu à? Mày nghe cho rõ đi. Vợ tao ở đền 5 triệu đấy. Hiểu không? 5 triệu với cái giá đấy là quá rẻ cho mày rồi. Mày có biết là tao đang trên đường đi ký hợp đồng 100 tỷ với RKM. Bây giờ bộ quần áo của tao bẩn rồi. Khách hàng đánh giá thấp tao, không ký hợp đồng nữa. Thì lúc đấy ai chịu đây? Hóa ra là hai người đến đây để ký hợp đồng. Thôi được rồi, việc mà tôi làm bẩn đồ của cậu ấy là tôi sai. Coi như là cậu bỏ qua đi, thì tí nữa hai người sẽ nói chuyện với tôi dễ dàng hơn. Mày là cái chó thì mà tao phải nói chuyện dễ dàng với mày, hả? Một thằng lao công như mày, đất đủ tư cách để nói chuyện với tao. Biết điều ấy thì đền đi, đừng làm tao đổi điên, nhá. Đúng là lúc trước tao với mày là bạn bè, nhưng bây giờ mày chỉ xứng đáng ở dưới chân tao thôi. Tóm lại là cậu vẫn muốn đền chứ gì? Đúng. Tôi e là nếu như cậu cứ như vậy ấy, thì sẽ là khó cho hai người đấy. Khó? Này, một cái thằng ăn không lên đợt, nói không lên lời như mày, mày nghĩ mày xử lý được bọn tao à? Sát Hoàng Cường lại đi nhá. Bây giờ mày có đền không? Thôi được rồi, đọc số tài khoản đi. Vậy có phải nhanh hơn không? Tiền chuyển xong, tao sẽ bỏ qua cho mày.
Và từ lần sau nhìn thấy tao thì cứ lơ đi nhá. Tôi chuyển rồi đấy. Hai người đi được rồi. Và tôi nói luôn, những gì tôi vừa nói ra ấy, hai người sẽ phải hối hận đấy. Thế à? Chó cắn đau rách. Cậu làm cái gì đây? Dọn cho sạch đi, nghe rõ chưa? À. Anh chị đến rồi đấy à? Em chị ạ. Em chị ạ. Bọn em lên công ty BDT, hôm nay có hẹn ạ. Ừ, mà chủ tịch ra ngoài rồi, chắc là anh về luôn. Anh dặn tôi là bảo anh chờ. Dạ vâng ạ. À mà ngồi đúng nước nhá. Tôi ra ngoài photo ít hồ sơ, ngồi lát mình sẽ bảo họ bàn hợp đồng. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Chị lên nhá, chị cứ đi đi ạ. Chúng đường vụ này, vợ chồng mình nổ to lớn luôn. Bình tĩnh đi. Nghe nói chủ tịch Rocamber rất là kỹ tính đấy. Tí nữa lựa lời ăn nói cho cẩn thận nhé. Anh không phải lắm mồm. Em đã làm hỏng việc gì chưa? Cái loại anh ấy, cái tính nóng nảy của anh nó sinh ra vấn đề. Anh nhớ cái vụ lần trước chưa? Sao anh phải nhắc lại anh nhỉ? Cái vụ đấy không phải có thằng láng đường thì đã hoàn thành xong rồi, phải lỗi tại anh đâu. Vâng, anh không phải dở cái giọng Hà Nội nghìn năm văn vở ra với em. Em thì cái gì cũng biết. Mỗi tội là không biết điều đâu. Nói cái gì cơ? Anh nói lại tôi nghe rồi nào. Anh chỉ nói một lần thôi, nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi. Im mẹ mồm vào. Cái gì? Thằng dây con này, sao mày lại ở đây? Tại là hai người à? À, đi ký hợp đồng thì có mặt ở đây là đúng rồi. Mày nói cái kiểu gì đấy? Tôi nói gì sai à? Là một thằng lao công còn dám lao vào đây à? Xem ra mà chán sống rồi đấy. Này, bình tĩnh lại đi. Sao? Tôi nói cho hai người biết ấy, đụng đến tôi ấy không có kết cục tốt đẹp đâu. Không kết cục tốt đẹp à? Thế được rồi. Cuối cùng thì mẹ cũng chỉ là thằng lao công thôi mà. Thích dọn dẹp lắm không? Lao đi, lao cho nó sạch mà. Không có phải bị đuổi việc đấy. Cậu hơi quá quắt rồi đấy. Sau bao năm cậu vẫn như vậy, vẫn khinh thường người khác. Đúng là khó đoán lòng người mà. Ôi bạn ơi, một thằng lao công rẻ rách như bạn thì biết cái gì về lòng người mà lên tiếng đây hả? Tôi không biết thật, nhưng mà nhân cách của tôi hơn hai người. Tôi không khinh thường người khác. Hai người xem lại bản thân hai người đi. Đã ra cái gì chưa? Mở mồm ra là sỉ nhục người khác. Cuối cùng ấy, chính bản thân mình cũng chả ra cái gì đâu. Con mồm! Tao không như thế nào ấy, chỉ không lấn lượt cái thằng rẻ rách thì phải lên tiếng nhá. Biết điều ấy, chỉ ngậm cái mọng chó của mày lại trước khi tao nổi điên. Tôi nói cho cậu biết, cậu vừa phạm sai lầm hơi bị lớn đấy. Tao cũng hy vọng thế. Loại như hai người mà cũng muốn đi ký hợp đồng á? Đừng có mơ. Mày nói cái gì? Thôi đi. Thế để tao nói cho mày biết, chị Hằng đang đi làm hợp đồng thôi. Đợi khi đến lúc chị đi về rồi thì tao e rằng đến lúc đấy thì cất lại cũng không ăn đâu. Thôi, có chuyện gì mà ồn ào vậy? Chị về đúng lúc đấy. Em cũng đang muốn gặp chị đây. Em không hiểu tại sao một tập đoàn RKM lớn như thế này lại để một nhân viên lao công vào phòng chủ tịch, đã thế chửi bới xúc phạm đối tác, lại còn làm bẩn cả phòng chủ tịch nữa. Lao công á? Cô bảo ai là lao công? Đây đi chị, thằng lao công khốn khiếp này này, nó vào gây sự bọn em chị ạ. Chị qua bảo vệ đuổi đi. Hợp đồng anh chị tôi làm xong rồi. Mấy quyết định. Tại sao lại là nó quyết định ạ? Tại sao lại thế hả chị? Chó ơi, mày thích gì mà? Dừng lại. Hành với đây là ai không? Đây là anh Hùng, chủ tịch của RKM. Chủ tịch là như nào? Sao? Hai người ngạc nhiên lắm à? Để tôi nói cho cô biết, ngay từ đầu khi gặp cô ấy, tôi đã có ý định giúp đỡ công ty của cô, vì tôi nể là bạn bè ngày xưa. Nhưng mà tôi không nghĩ tính cách của cô ngày càng quá quắt như vậy.
vẫn cứ khinh thường sỉ nhục người khác. Họ làm nghề như thế thì sao? Nhân cách của họ còn hơn cô rất là nhiều. Hai người không đủ tư cách để ký hợp đồng với công ty của tôi đâu. Và tôi khuyên thật hai người, nhân cách và đạo đức là hai thứ quyết định hai người có thành công hay không. Hai người đi khỏi công ty của tôi đi. Anh có gì từ từ đấy. Tôi không muốn nói nhiều. Đi. Cô ta cũng như ngày xưa thôi. Chủ tịch đau không ạ? Anh không sao, em lo đi làm việc đi.